đứng trước bà Dinh Thị Cát, các bạn chỉ nhớ hai ý thôi. Ý số 1 đó là Dinh Thị Cát do rượu và không do rượu, hay là Dinh Thị Cát do rượu và do sở mật. Ý thứ hai là chẩn đoán, theo dõi, điều trị, tất cả đều dựa vào MSCT. Tuy nhiên đó là hai ý chính, còn lại trong bài các bạn sẽ phải trả lời được 4 cho tới 5 ý nhỏ xoay quanh 11 yếu tố răng rông. Như vậy cái quan trọng nhất của tối hôm nay, khi chúng ta giải quyết được 11 yếu tố răng rông thì coi như là xong bài. Và đứng trước bất cứ bệnh nhân nào, khi người ta nói với bạn là tôi có người thân bị Dinh Thị Cát, thì bạn hỏi có CT chưa, sau đó bạn hỏi mấy điểm răng rông. 5 điểm là khả năng chết rất cao. Rồi về mặt định nghĩa, các bạn không cần nhớ định nghĩa, nam nhiều hơn. Tuy nhiên khi các bạn học cái bài Diêm Tị bằng sách tiếng Việt thì người ta dạy các bạn rằng một người phụ nữ trung niên mập mạp phốt pháp bụ bẩm sau một bữa ăn thịnh soạn thì đau dùng thượng vị dữ dội, nôn ói dữ dội và không có tư thế giảm đau và không giảm đau sau khi ói. Đó là cái bài nhập môn Y4 mà bất cứ sinh viên nào đi ngoại cũng phải học thuộc lòng, giống như thầy mới đọc. Ta hỏi, khi các bạn gặp câu này, các bạn hỏi là đây là một bệnh thường gặp ở khoa cấp cứu. Vậy ta hỏi, Dinh Thị Cát là cấp cứu ngoại hay cấp cứu nội? Dạ, dựa theo mấy cái điều trị của nó thì em nghĩ nó là cấp cứu nội. Dinh Thị Cát là cấp cứu nội. Tất cả các tài liệu của Mỹ đều nói rằng nếu can thiệp ngoại khoa thì đều không thay đổi morbidity và mortality. Tuy nhiên, một lát làm đề thi xong, thầy trò chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về cái câu phát biểu này. Rồi, về phương diện của vô thần công, chúng ta sẽ có 1, 2, 3. 1, đó là basic sciences. 2, findings. 3, đó là chẩn đoán và điều trị. Mời một bạn nói nhanh về cái tụy. Dạ, tụy là cơ quan nằm sau khúc mạc, là gồm 4 phần là đầu, cổ, thân, đuôi. Thì cái đoạn mà đầu á, thì là cái đoạn nằm sát cái tá tràng D2, còn cái đoạn đuôi thì kéo dài gần sát cái lách. Rồi còn nói về cái ống tụy hay gọi là ống Wilson thì nó là cái chỗ mà cái dẫn lưu cái dịch tụy để đổ vào cái D2 của tá tràng. Còn cái chỗ mà nói gì, cái tá tràng á, là cái bóng water. Thì cái tụy được cấp máu bởi động mạch tá tụy là nhánh của cái động mạch mà chi tiền trên. Rồi còn khi mà máu của tĩnh mạch tụy thì đổ về tĩnh mạch lách, rồi xong rồi đổ về cái tĩnh mạch cửa. Các bạn đọc thêm cái này để bổ sung phần nào hồi nãy bạn Thảo Yên chưa nói còn thiếu. Rồi chưa? Rồi, ở đây là các cái thuật ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Latin. Các bạn bổ sung. Yeah. Lấy về ghi vô tập mình và nhớ. Yeah. Đó, ampulla of vata là bóng vata đó. Tôi dịch sang tiếng Việt là bóng vata. Được chưa? Đó, toàn bộ cái này nãy giờ bạn Thảo Uyên đã mô tả. Nhìn cái hình này các bạn tưởng tượng được vì sao viêm tụy do sỏi mật chưa? Nó tắt ngay cái ống trùng của cái nó không phải gây tắt. Cơ chế mycolithiasis. Những cái viên sỏi thành cát nó chạy vô rồi nó chạy ra, nó chạy vô rồi nó chạy ra, nó gây viêm tụy. Bạn tưởng tượng không, những viên sỏi bằng cát á từ trên túi mật mà nó xuống đây thấy xuống tới tràn luôn hay không, chạy vô đây chạy vô xong nó chạy ra cái chạy vô. Không ai hiểu được chưa? Có lúc nó gây tắc, vì sao đó người ta cho thuốc thì hết phù nề. Hết phù nề thì lại đi ỉa ra, ỉa cái cục đó ra thì lại có cục khác chạy tới. Cho nên khi nói tới viêm tụy do sỏi mật, các bạn nhớ cho thầy một từ thôi: mycolithiasis. Vậy sao tiếng Việt là gì? Tới đây thì các bạn học thêm được một từ nữa, đó là nan giả tụy. Vậy hỏi nan giả tụy với nan thì thật khác nhau làm sao? Đây là câu hỏi khó. Cái này đợi yên lát làm bài tập xong rồi thầy sẽ giải thích. Về mặt sinh lý, mời bạn Việt Hà nói về sinh lý của tụy.
Dạ thầy, thì về sinh lý của tụy thì tụy gồm có chức năng là tiêu hóa, đồng thời sẽ có bài tiết ra hai hormone là điều hòa đường huyết là insulin và glucagon. Hai là do cấu tạo của tụy, có hai chức năng đó là do tụy có cấu tạo với hai loại môn chính, một loại là ngoại ngoại tiết thì là để tiết dịch tiêu hóa, còn cái thứ hai là tiểu đảo Langerhans là dùng để bài tiết insulin và glucagon tiết vào máu. Rồi, cảm ơn bạn Diệt Hà. Đó, các bạn thấy là đây là tụy ngoại tiết nè. Trypsinogen là một chất khủng khiếp. Nếu nó nằm ở trong tá tràng thì không sao, mà nó lọt lên dạ dày là khủng khiếp, mà nó lọt vô phúc mạc là khủng khiếp, mà nó lọt vô phổi là bệnh nhân sẽ bị siêu hấp. Rồi, cảm ơn bạn Diệt Hà. Các bạn đi tiếp. Như vậy các bạn phải nhớ cả về tụy nội tiết và cả về tụy ngoại tiết. Còn cái somatostatin này hiện nay người ta không tin lắm. Người ta không tin lắm cái chất này. Được chưa? Đây các bạn nhìn vô. Nói chung, khi nói đến men tiêu hóa của tụy thì các bạn nhớ hai ý thôi. Ý số 1, đó là phải có trypsin mới tiêu hóa được thức ăn. Phải mới tiêu hóa được protein, mới tiêu hóa được mỡ. Và bởi vì nó tiêu hóa được protein mỡ và mỡ cho nên nó cũng tiêu hóa luôn protein của người, của bản thân người đó luôn. Vì em ăn thịt con heo, con bò, con trâu vô mà cái men đó nó tiêu hóa được thì nó cũng sẽ tiêu hóa luôn cái bao tử của em. Còn tưởng tượng được chưa? Cho nên cái thằng trypsin là cái thằng khủng khiếp như vậy. Điều kiện là nó không được đi ra khỏi tá tràng. Hồi nãy một bạn mới vừa ôn anatomy cho mình đó, bạn Thảo Uyên đó, nhắc cho bạn rằng nó chỉ đổ ở D2 thôi, lên tới D1 thì được, lên tới hành tá tràng là có chuyện, lên tới môn vị là thảm họa. Còn nhớ giùm cho thầy, ngày xưa thầy không được dạy như vậy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng con người có quyền ăn thịt. Sai rồi. Con người hơn 7 tỷ người trên trái đất này tồn tại là không để ăn thịt. Nhưng không biết vì lý do gì con người lại ăn thịt. Và tất cả thầy trò chúng ta đều ăn thịt. Thịt trâu, thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà, thịt vịt. Và thịt đồng loại luôn, thịt người luôn. Con người không phải là động vật ăn thịt. Ngay tới ăn con cá cũng không được, con tôm cũng không được, cào cào châu chấu gì cũng không được. Nhưng chúng ta đã ăn thịt. Rồi, ta đi tiếp. Mời một bạn sẽ nói thêm về sinh hóa. Sinh hóa thì đặc biệt quan trọng khi nói tới xà phòng hóa. Dạ thầy ơi, dạ cho con hỏi lại cái myelolithiasis là hồi nãy thầy dịch cái gì vậy thầy? Cái gì? Dạ cái myelolithiasis hồi nãy thầy đang viết á, là hồi nãy thầy dịch cái gì vậy thầy? Sỏi Dạ. hay là sỏi li ti, hay là tốt nhất em dịch là cát. Cát, biết cát không? Như vậy về mặt lý thuyết mycolithiasis không có ý nghĩa lâm sàng, bởi vì có bao nhiêu sỏi trong đường mật con người đều đi ỉa ra hết. Nhưng khi nó lọt vô ống huyệt sung rồi nó chạy tới chạy lui thì nó gây viêm tụy ạ. Về mặt lý thuyết một hạt cát không có ý nghĩa gì nếu nó nằm ở đâu đó trên đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu. Nhưng một hạt cát mà ở trong con mắt thì sao? Mày cho với tao chỉ là hạt cát. Hay ở đâu? Ở ngoài bãi biển, uff, quá dạ, bình thường. Nhưng mà ở trong con mắt, quá ư là bự. Được chưa Hảo Uyên? Mày Dạ có dạ ý được rồi thầy. rồi, ta đi tiếp. Bây giờ ta nói tới xà phòng hóa. Một bạn nào đã học xà phòng hóa hồi lớp mấy? Nhắc lại cho mọi người nghe coi.
Dạ thầy, là xà phòng hóa là quá trình thủy phân este trong môi trường kiềm. Các bạn biết được rằng đối với tụy, đối với đường tiêu hóa thì cái hiện tượng nhũ tương hóa là một hiện tượng vô cùng quan trọng. Nhũ tương hóa và xà phòng hóa là hai hiện tượng vô cùng quan trọng. Rồi, em biết gì về hai hiện tượng này? Nếu không có hiện tượng nhũ tương hóa thì chuyện gì xảy ra? Dạ thưa thầy, là không có hiện tượng nhũ tương hóa thì không hấp thu được những cái vitamin hay là những hay là mỡ, hay là không tiêu hóa được mỡ và đi cầu trong phân có dán mỡ. Thank you. Nếu không có hiện tượng nhũ tương hóa thì bao nhiêu mỡ các bạn ăn vô bạn đều ỉa ra hết. Và không hấp thu được các vitamin A, D, E, K. Và nếu không hấp thu được vitamin K thì các bạn sẽ bị rối loạn đông máu. Ai trả lời được? Trọng Nhân. Dạ alo. Nói. Dạ tại vì vitamin K sẽ tham gia vào tổng hợp các yếu tố như là 2, 7, 9, 10 này. Đúng. Nếu thiếu thì sao? Dạ nếu thiếu thì sẽ ảnh hưởng tới con đường nông máu, nội sinh và ngoại sinh luôn hả? Nội hay ngoại? Ngoại nha, không có nội đây nha. Liên quan tới BT và INR nha. Rồi, bây giờ tới hiện tượng xà phòng hóa đây nè, mới bắt đầu có chuyện liên quan tới cái phần tiếp đây nè. Khi hiện tượng viêm tụy cấp ngoại tử xuất huyết xảy ra thì sẽ có hiện tượng xà phòng hóa trong ổ bụng và nó sẽ lấy hết canxi của bệnh nhân để nó làm thành xà phòng. Xà phòng trong bụng nhiều chừng nào thì canxi trong máu thấp chừng đấy và bệnh nhân sẽ chết sớm chừng đấy. Do đó người ta nhìn cái hiện tượng xà phòng hóa trong ổ bụng bệnh nhân giống như là một hiện tượng em nhìn thời tiết để em dự đoán là cái cơn bão nó sẽ lớn hay nhỏ, mưa cơn mưa sắp tới sẽ lớn hay nhỏ, dựa vào cái đám mây mà em nhìn thấy trên bầu trời. Như vậy xà phòng trong bụng bệnh nhân càng nhiều chừng nào thì canxi trong máu bệnh nhân càng thấp chừng đấy. Và khi canxi càng thấp thì lúc này các bạn nhớ hôm trước ta nói tới chuyện đánh tiết canh rồi. Cái tô tiết canh nó không đông được chính là bởi vì nó bị natri đẩy canxi đi chỗ khác. Mà một khi không có canxi thì không có đông máu được. Cho nên cái dấu hiệu cu lên trên bụng bệnh nhân là do máu bệnh nhân hết canxi rồi. Nó nằm ở con đường khác. Nó không có liên quan tới con đường mà anh Đăng Khoa hồi nãy nói. Con đường khác. Rồi các bạn đi tiếp đây. Đây là triệu chứng. Và cái điều nguy hiểm là khi mà cái trypsin nó vô bụng thì nó sẽ gây bỏng hết cái lá phúc mạc. Và một khi nó đã vô bụng được, vô phúc mạc được thì nó sẽ về phổi được, cho nên sẽ gây bỏng phế nang. Đây dấu Cullen, dấu Ray Turner chính là dấu mà do canxi bị lấy hết. Canxi bị lấy đi làm xà bông hết. Các bạn về coi cơ chế làm xà bông. Không phải như anh Minh Phúc nói đâu. Hồi xưa hồi lớp 10 các bạn học rồi đó, vẫn xà bông quá rồi đó. Nhưng mà tại vì cái người dạy quá nó không phải là bác sĩ cho nên họ không biết. Đây các bạn thấy, chính là do hết canxi rồi. Được chưa? Như vậy mỗi lần các bạn thấy dấu hiệu Cullen, bạn thấy dấu hiệu Turner thì các bạn nhớ là giống như cái tô tiết canh, vì nó không có canxi nữa cho nên tô tiết canh nó không còn đông nữa. Cái kinh nguyệt của phụ nữ nó đã đông rồi cho nên nó chảy ra ngoài nó không đông nữa. Nó không phải là cơ chế của tô tiết canh. Mặc dù về mặt hiện tượng là cái máu kinh phụ nữ và tô tiết canh giống hệt nhau, nhưng về mặt bản chất thì nó khác nhau. Một bên là do hãm canxi, còn một bên là do plasmin. Plasmin một cơ chế khác. Rồi, về nguyên nhân thì các bạn đừng có học gì trên, các bạn ghi nhớ cho thầy là hoặc do sỏi, hoặc do rượu. Còn những nguyên nhân do chấn thương, do mỡ máu cao, do bla bla, do viêm quai bị, do bla bla bla. Nếu các bạn mở Harrison ra các bạn thấy 30 nguyên nhân khác.
Nhưng đừng học như vậy, không có lợi gì cả. Chỉ nhớ giùm thầy do sỏi, cơ chế của nó là do vi sỏi chạy ra chạy vô trong đường mật, còn do rượu. Đây, rượu là một tác nhân quan trọng để gây viêm tụy. Đó, cơ chế của nó đây. Rồi, sỏi, đó, cơ chế của nó đây. Những cái sỏi lớn là gây tắc, còn những sỏi nhỏ là gây cọ sát, ma sát. Cho nên các bạn đừng có học một cơ chế cho nhiều cơ chế. Rồi, đây canxi nãy giờ mình nói đây nè, cái ông có nội này nè. À, rồi, đây mycolithic acid nè. Viêm tụy từ miệng bỏ qua đi, đừng nhớ. Đó, mở cái xà bông nè, rất là quan trọng cái này. Rồi, về mặt vi sinh thì các bạn nhớ được rằng viêm tụy là vô trùng, còn cái chuyện viêm tụy mà có vi trùng nó là chuyện khác, nó là chuyện khác. Đây, nó là chuyện của những con vi trùng từ đâu tới. Cho nên trong cái bài viêm tụy cấp, các sách Mỹ đều ghi rằng không cho kháng sinh. Chỉ khi nào các bạn chứng minh có nhiễm trùng, có vi trùng thì các bạn mới được cho kháng sinh. Nhớ cho thầy câu đó. Rồi, before surgery, after surgery, bỏ qua đi, đừng coi hình này. Rồi, bây giờ tới sinh lý bệnh. Sinh lý bệnh của cái bài viêm tụy cấp, chúng ta chỉ học một cái sinh lý bệnh là viêm tụy hoại tử xuất huyết thôi. Đó, và chính là cái hai cái sinh lý bệnh nguy hiểm nhất, đó là cái trypsin tràn vào ổ bụng và gây nên cái hiện tượng hoại tử giải nến, hoại tử nến đó, tạo ra rất là nhiều xà bông trong bụng đó, và nó vào trong máu, nó về phổi, nó gây bỏng hết cái niêm mạc của phế nang, làm bệnh nhân chết, giống như là các bạn bị người ta bỏ bơm hóa học á. Đây các bạn nhìn thấy đây, đây là cái đường để người ta giải thích về cái sinh lý bệnh. Các bạn quên đi, đừng nhớ, quên hết sinh lý bệnh. Và cái nguy hiểm nhất của cái viêm tụy cấp mà chết người, đó là hoại tử xuất huyết. Rồi, nếu hoại tử mà không chết thì sau này chắc chắn sẽ bị tiểu đường. Bệnh nhân nó 5, 7 năm, 10 năm sau cũng bị tiểu đường. Rồi, các bạn thấy đây là hình ảnh của bị hoại tử xuất huyết. Đây là những hình ảnh để người ta thuyết minh cho chúng ta hiểu được vì sao một bệnh nhân vi tiểu hoại tử xuất huyết thì toàn bộ dạ dày cũng bị hư hỏng, gan cũng bị hư hỏng, phổi cũng bị hư hỏng, gần như các cơ quan đều bị hư hỏng hết. Chính là do sự tàn phá của trypsin. Thủ phạm chính là trypsin, mà nhớ một mình nó thôi. Rồi, đi cận lâm sàng các bạn thấy rất nhiều, nhưng các tài liệu của Mỹ dẫn dạy chúng ta là chỉ cần một mình MSCT là đủ. Tuy nhiên có MSCT thì các bạn không cho điểm, không cho điểm răng sông được. Cho nên phải làm hết cận lâm sàng để cho điểm răng sông này, để nói bệnh nhân sống hay chết, mấy bữa nữa chết. Đó. Rồi, lớn hơn 3 điểm răng sông là nặng, yeah. Dưới 3 điểm là nhẹ. Cho nên nguyên cái bài viêm tụy chỉ cần nhớ cho thầy cách cho điểm răng sông mà thôi. À, đây người ta tiên lượng sống hay chết nè. Nếu 3-4 điểm thì sao? Tỷ lệ tử vong nhiêu đây? Nếu 5-6 điểm thì sao? Tỷ lệ tử vong nhiêu đây? Và nếu 7-8 điểm thì sao? Tỷ lệ tử vong nhiêu đây? Trên 6 điểm là tỷ lệ chết hơn 50% mà, cao hơn nhiều. Đó các bạn, nguyên cái bài viêm tụy cấp các bạn chỉ nhớ 11 điểm răng xong là xong. Amila máu, lipase máu, gan mật, cận lâm sàng. Bây giờ các bạn thấy gặp bệnh nhân có hiện tượng viêm, có hiện tượng nhiễm trùng, nãy qua đề thi các bạn thấy không, đầy đủ hết cho mình rồi đó. Rồi chẩn đoán, tất cả những cái này chỉ là gợi ý thôi. Nãy chúng ta có bạch cầu tới 27.000 luôn đó, bệnh nhân sốt tới 107 độ F gì đó, là các bạn phải đổi 107 độ F có bao nhiêu độ C, người Việt Nam đâu có quen độ F đâu. Hồi nãy lúc đầu thầy có nói với mấy em đó là các sách Mỹ nó nói rằng nếu có can thiệp ngoại khoa thì không làm thay đổi morbidity và mortality, có nghĩa là bệnh sẽ tồi tệ thêm, thậm chí chết còn sớm hơn nữa. Như vậy các bạn thấy thời điểm để người ta lựa chọn can thiệp, thường là người ta sẽ làm tối thiểu, người ta dẫn lưu bằng cái kim nhỏ xíu đó. Hồi nãy các bạn nào dịch không được có nhờ cảm giác dịch phụ đó,
Mà nhớ dùm, họ không dám đụng dao kéo đâu lớn đâu. Họ phải dẫn lưu tối thiểu nếu bệnh nhân có áp xe trong ổ bụng hoặc nhiễm trùng viêm phúc mạc, hoại tử xuất huyết có nhiễm trùng và có nhiều cái mũ và có vi trùng và có không khí, có đủ thứ trong bụng thì người ta sẽ dẫn lưu tối thiểu. Hồi nãy có một từ, có một bạn dịch không được đó, dẫn lưu qua cái lồng, qua cái lồng của các cái đường ống tiêu hóa tự nhiên đó. Đây, endoscopic transluminal drainage có nghĩa là từ cái miệng cho tới hậu môn của chúng ta, mà nếu chúng ta đặt một cái ống để cho nó chảy ra theo con đường đó đó thì người ta gọi nó là transluminal. Ví dụ như mình đặt cái ống thông dạ dày cho cái dịch dạ dày chảy ra ngã lỗ mũi ra ngoài, ta gọi nó là transluminal, tại vì nó đi theo cái ống tự nhiên. Hoặc ta đặt cái trong hậu môn bệnh nhân một cái ống để cho phân hoặc là cái gì nó xì hơi từ trong bụng ra ngoài theo cái ngã lỗ đít thì đó là cái đường tự nhiên, cái ống tự nhiên, cho nên người ta gọi nó là transluminal. Cái gì mà theo cái ngõ tự nhiên thì ta gọi nó là transluminal. Còn nếu mà chúng ta phải đục lỗ cho nó đi thì tùy theo cái lỗ đục đó ở đâu thì nó sẽ mang cái tên đó. Ví dụ như đục qua ngã thành ngực thì ta gọi là thoracic, à, thoraco. Đục qua ngã thành bụng thì ta gọi là lavaro. Đó. Ta đục qua ngã khớp gối thì ta gọi là arthro. Ta đục qua ngã sọ não thì ta gọi nó là cranio. Đó. Tùy theo cái ngã mình đục chỗ nào mình nó sẽ có cái tên chỗ đấy. Còn nếu mà ta không đục mà ta men theo cái lỗ tự nhiên thì các cái lỗ tự nhiên đó ta sẽ gọi nó là transluminal. Với điều kiện là nó đã có cái ống, có cái lòng ống sẵn thì mới có cái từ lumen được. Từ lumen thì dạy mấy em rồi. Từ lumen thì dạy rồi. Và nó cho ra tính từ là lumino. Nhưng mà từ lumen qua lumino thì mình đâu có quen. Mình nhìn đâu có ra. Mình đâu có nghĩ là hai từ này nó quen với nhau. Vì mình không quen. Nghe được chưa? Như vậy qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học được cái gì vậy? Và từ ngày nó lên chúng ta sẽ đổi theo phương pháp học này. Có nghĩa là mỗi buổi tối chúng ta sẽ học một cái chuyên đề gì đó. Và trên chuyên đề đó ta sẽ soạn theo 1, 2, 3. Rồi ta sẽ làm một bài thi bằng tiếng Anh dựa trên chuyên đề đó. Có đề thì dễ, có đề thì khó. Đề này thì quá khó. Nha. Rồi. Tiếp tục các bạn thấy đây là một cái x quang bụng của bệnh nhân này. Giờ ta hỏi cái ống này là cái ống gì đây? Quốc Việt, ống này là ống gì đây? Cái ống thông cái nào thầy? Cái cọng dây đó thầy. Dây màu trắng đó. Cái cọng dây màu trắng chắc là cái ống thông dạ dày. Ồ. Oh, đúng rồi. Dạ, ống dạ dày. Dạ. Cái dạ cảnh quang. Ở nước ngoài tất cả các ống đặt đều có cảnh quang hết. Ngay từ cái gạt mà chúng ta mổ bụng bệnh nhân cũng có cảm quan luôn. Không có gì vậy, tiếng Anh là nasogastric tube. Đó, không có gì vậy. Được chưa? Rồi, ta đi tiếp. Đây là trên phía xuống quang bụng, trên phía quang bệnh nhân mà bệnh nhân đứng á và mất gốc xung quanh là 70 cc, là có 100 cc, cho nên cái lượng dịch này hơn 100 vì nó mất gốc xung quanh hơi nhiều. Rồi xuyên bụng không thấy được các cái rồi đó, đây là CT thì các bạn thấy mô tụy này chỉ có phù nề thôi chứ không có hoại tử xuất huyết, chỉ có phù nề và có tiết dịch. Mô tụy vẫn còn trong cái hình dạng của nó, chưa mất hình dạng.